Máy bay Su-22 vừa rơi thuộc trung đoàn Anh Cả, tinh nhuệ bậc nhất của không quân Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, các cơ quan chức năng đang xác định danh tính hai phi công tham gia bay gồm Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng của Trung đoàn 921, Thượng tá Phạm Giang Nam, chủ nhiệm bay của Trung đoàn 921. Hiện trường gặp nạn là được xác định ban đầu tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Trung đoàn 921, đoàn sao đỏ là trung đoàn không quân tiêm kích đầu tiên của quân đội ta, chính thức được công bố quyết định thành lập ngày mùng 3 tháng 2 năm 1964 với 70 phi công. Ngày mùng 9 tháng 11 năm 1964, Bắc Hồ đến thăm trung đoàn không quân 921, đoàn không quân sao đỏ, người nói: "Ngày nay chúng ta phải mở mặt trận trên không thắng lợi, trách nhiệm ấy trước hết là các chú. Nghệ thuật đánh địch của Việt Nam rất độc đáo, không ngại không quân địch hiện đại, hãy bắt trước chiến sĩ đồng bào miền Nam, nắm thắt lưng địch mà đánh. Trong trận đụng độ đầu tiên với không quân Mỹ ngày 3 tháng 4 năm 1965, chúng ta đã mở mặt trận trên không thắng lợi như mong muốn của Bác Hồ. Với sự mưu trí, sáng tạo, chỉ trong 8 phút sau khi được lệnh xuất kích, biệt đội 4MIG-17 đã xuất sắc bắn rơi hai chiếc F-8U của không quân Hải quân Mỹ trên vùng trời Đò Lèn, Thanh Hóa, lập công xuất sắc mở đầu trang sử mới của mặt trận trên không. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, Trung đoàn 921 đã xuất kích trên 200 trận, bắn rơi 137 máy bay các loại, trong đó có cả máy bay chiến lược B-52, làm nên những huyền thoại về nghệ thuật tác chiến trên không của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Trung đoàn có rất nhiều phi công đặt danh hiệu ACE, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ như Nguyễn Văn Cốc 9 chiếc, Mai Văn Cương, Phạm Thanh Ngân, Nguyễn Hồng Nhị 8 chiếc, Đặng Ngọc Ngự 7 chiếc. Với những chiến công đó, ngày 22 tháng 12 năm 1969, trung đoàn được phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Không quân Việt Nam đang vận hành bao nhiêu chiếc Su-22? Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh năm 1979, do nhu cầu cần có một loại máy bay chiến đấu đa nhiệm với tầm bay dài, vừa có thể không chiến vừa có thể tấn công mặt đất để yểm trợ cho bộ binh. Việt Nam đã được Liên Xô viện trợ một số máy bay tiêm kích bom Su 22M, UM. Su 22M vừa có khả năng không chiến tốt để thay thế cho MiG 17 và MiG 19, vừa có thể làm thay nhiệm vụ tấn công mặt đất, yểm trợ hỏa lực của F5 và A37. Hiện nay toàn bộ số Su 22M, UM trong đợt viện trợ đầu tiên đều đã ngừng hoạt động. Đến đầu năm 1989, trung đoàn không quân 937 đã tiếp nhận những chiếc Su-22 M4 đầu tiên. Đây là biến thể được sản xuất cuối cùng của dòng máy bay Su-22 với những cải tiến đáng kể trong hệ thống điện tử. Theo một số báo cáo nước ngoài, trong đó có cả tài liệu nghiên cứu về nền quốc phòng Việt Nam của giáo sư Carlyle A. Thayer, trong năm 1998, Việt Nam đã có hợp đồng với Nga để sửa chữa và tăng hạn sử dụng 54 chiếc Su-22M, M4. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Sibri cho biết thêm, trong năm 2005, Việt Nam đã mua lại từ Cộng hòa Séc 5 chiếc Su-22 và sang năm 2006 tiếp tục mua 8 chiếc Su-22 khác từ Ukraine. Những máy bay này hầu hết thuộc biến thể hai chỗ ngồi Su-22M3K và đã được nâng cấp bổ sung khả năng tác chiến trên biển. Ngoài ra, còn có nhiều thông tin cho biết, trong năm 2005, Việt Nam đã ký hợp đồng mua lại 40 chiếc Su-22 đã qua sử dụng từ Ba Lan. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có báo cáo nào khẳng định thương vụ trên và không rõ Việt Nam đã nhận được bao nhiêu chiếc Su-22 từ phía đối tác này. Do vậy, có thể tạm cho rằng, tính đến thời điểm năm 2006, không quân Việt Nam có trong biên chế tất cả là 67 chiếc Su-22. Tuy nhiên, từ đó đến nay, đã có 4 vụ tai nạn rất nghiêm trọng xảy ra với Su-22. Báo Trung Quốc kể chuyện khôi hài gì về TU-95 mà lại khiến mọi kẻ địch của Nga lạnh gáy. Theo tạp chí Feng Huang của Trung Quốc, những năm gần đây trong quân đội Mỹ thường truyền tay nhau một câu chuyện vô cùng hài hước về máy bay ném bom lão thành TU-95 của Nga. Máy bay ném bom TU-95 đã phục vụ trong lực lượng vũ trang Liên Xô và nay là lực lượng vũ trang Nga được 67 năm. Tuy nhiên, nó vẫn có chỗ đứng vững chắc trong kỷ nguyên luôn luôn đổi mới của những công nghệ hàng không. Tạp chí Feng Huang của Trung Quốc cho biết, bất chấp tuổi đời đáng kính, chiếc máy bay hùng dũng vẫn còn có thể dạy bài học cho những quốc gia đang có ý định xấu xa với Nga. Những năm gần đây trong quân đội Mỹ có câu chuyện hài hước như sau: Khi ông tôi còn lái F4, ông tôi được cử đi bay chặn TU-95. Khi bố tôi lái F15, bố tôi được cử đi bay chặn TU-95. Bây giờ tôi lái F-22 và tôi cũng đi bay chặn TU-95 theo feng huang những câu chuyện hài hước kiểu này một mặt khiến người ta bật cười nhưng mặt khác cũng buộc mọi người phải nhìn lại chiếc máy bay ném bom không có tuổi vẫn còn có chỗ đứng vững chãi trong thập kỷ công nghệ hàng không luôn luôn đổi mới Tạp chí của Trung Quốc ghi nhận, năm 1951, Ban lãnh đạo Liên Xô đã ra nhiệm vụ chế tác chiếc máy bay ném bom để tấn công các mục tiêu trên mặt đất của quân đội Mỹ. Đây là lý do ra đời chiếc máy bay khổng lồ với tua bin cánh quạt có khả năng vượt qua chặng đường 10.000 km, mang trên mình 12 tấn thuốc nổ. Lúc đầu, lực lượng vũ trang của NATO hầu như không để ý tới chiếc máy bay ném bom có vẻ lạc hậu này, thậm chí còn đặt nó với biệt hiệu là gấu. Cho tới năm 1961, khi TU-95 ném quả bom hydrogen được mệnh danh là vua bom. TU-95B chỉ tồn tại một cái duy nhất sau vụ thử nghiệm vua bom vào ngày 30 tháng 10 năm 1961. Chiếc máy bay này không được sử dụng nữa. Sự kiện này chấn động thế giới đến mức lực lượng vũ trang nhiều nước trên thế giới bắt đầu thực hiện các biện pháp nhằm đối phó với TU-95. Chỉ cần chú gấu bắc cực này xuất hiện trên radar, quân đội các nước lập tức phải máy bay đi bay chặn. Từ năm 1961 đến năm 1991, việc này xảy ra thường xuyên đến nỗi quân đội các nước khác bắt đầu quen với TU-95 và thậm chí còn chụp ảnh nó. Chiến tranh lạnh kết thúc với sự sụp đổ của Liên Xô và con gấu Bắc Cực mà cả thế giới biết đến cũng kết thúc công việc tuần tra của mình. Chỉ tới tận năm 2007, lực lượng vũ trang các nước NATO mới nhớ lại đến TU-95 khi tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng quân đội Nga sẽ lại bắt đầu công tác tuần tra ngoài biên giới của mình. Tác giả bài báo kết luận: Cựu chiến binh TU-95 đã lập nhiều chiến công hiển hách trong thời chiến tranh lạnh và chúng tôi tin rằng, trước khi xuất hiện những tân binh, TU-95 còn có thể dạy bài học cho các nước có ý đồ chống Nga. Su-22 Syri bị hạ, Nga lập tức thế chỗ. Quý vị tính giả thân mến, theo On Maskda News ngày 24 tháng 7, lực lượng công quân Nga đã tăng cường các cuộc không kích trên khu vực phía tây nam Syri. Mục tiêu của đợt không kích này là các tay súng khủng bố thuộc nhà nước Hồi giáo ISIS tự xưng ở Yarmouk gần cao nguyên Golan. Trong một báo cáo quân sự, lực lượng không quân Nga đã tung ra hơn 40 cuộc không kích hôm ngày 24 tháng 7, đánh vào một số cứ điểm quan trọng của nhóm Trace Caleb Bin Walid thuộc IS. Báo cáo nói thêm rằng lực lượng không quân Nga đã tấn công các vị trí của IS tại hành lang Đông Bắc và Tây Bắc của Gia Một. Trong khi không quân Nga tấn công từ trên cao, quân đội Arab CD, SAA đã lập tức triển khai tấn công trên mặt đất. Cụ thể, quân đội Ả Rập Syri đã tấn công mạnh mẽ vào hệ thống phòng thủ của IS. Trước hỏa lực mạnh mẽ từ không quân Nga và pháo binh SAA, tuyến phòng thủ của IS bị phá vỡ. Ngay sau đó, quân đội Ả Rập Syri đã giải phóng một số khu vực tại Gia khỏi sự kiểm soát của IS. Giới quan sát nhận định cuộc không kích của Nga như một lời đáp trả mạnh mẽ sau khi Israel bắn rơi chiếc Su-22 Syri khiến cho một phi công thiệt mạng. Theo đó, chiếc Su-22 của CD bị bắn rơi bằng hai quả tên lửa của hệ thống Patriot ở khu vực phía nam cao nguyên Golan. Viên vi công thiệt mạng được xác định là đại tá Umran Mari. Dường như Israel muốn căng cản bước tiến của quân đội CD tại miền nam CD bằng cách tấn công máy bay chiến đấu của lực lượng này. Nỗi lo SAA tiến sát cao nguyên Golan khiến cho Tel Aviv hành động. Tuy nhiên, Israel quên mất một điều rằng, nếu như không quân CD không thể tham chiến thì vẫn còn không quân Nga hỗ trợ SAA tấn công phiến quân và khủng bố dưới mặt đất. Bộ kỳ không quân Nga không kích thương vong mang tới cho phiến quân và IS ở miền nam CD sẽ cao gấp nhiều lần. Trong một diễn biến liên quan, Nga tiếp tục viện trợ quân sự cho chính phủ CD nhằm hỗ trợ quân đội nước này chiến đấu chống lại các nhóm phiến quân thánh chiến. Tàu vận chuyển của Nga Rodos Bata được phát hiện băng qua eo biển Bosporos, địa trung hải hướng đến cảng Tartus của Syria. Trên tàu chủ yếu là đạn dược, đạn pháo và tỉnh lửa. Gói viện trợ quân sự này của Nga sẽ được sử dụng cho cuộc tấn công sắp tới của quân đội CD vào tỉnh Idlib do phiến quân kiểm soát. Một vài ngày trước, Nga cảnh báo rằng các phần tử khủng bố đang cố gắng vượt qua tỉnh Latakia và Hama. Sau khi căn cứ Memim liên tục bị phiến quân quấy nhiễu, có lẽ Nga muốn đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công vào Idlib. Trái tim không quân Nga đã tan nát bởi tên lửa Israel. Quý vị thính giả thân mến, theo thông tin ban đầu từ Bộ Quốc phòng Israel, từ chiếc phi cơ chiến đấu Syri, ba lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ trên không phận công nguyên Kolen ngày 24 tháng 7 là loại máy bay Sukhoi do Nga chế tạo, thuộc dòng Su-24 hoặc Su-22. Tuy nhiên sau đó, tờ Times of Israel xác nhận đó là một chiếc Su-22 cất cánh từ căn cứ không quân T4 cách cao nguyên Kolen khoảng 200 km để đánh bom các mục tiêu của tổ chức khủng bố IS gần giới tuyến ngừng bắn năm 1974 và đã bị hai quả tên lửa Patriot của Israel bắn hạ. Điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là Sukhoi đã sản xuất máy bay từ năm 1939 và là nhà cung cấp quan trọng nhất cho không quân Nga, cũng như rất nhiều lực lượng không quân của các quốc gia khác trên thế giới. Đây là lần thứ hai không quân Israel, viết tắt là IAF, bắn rơi một máy bay chiến đấu phản lực Sukhoi của Syria do Nga chế tạo kể từ năm 1985. Sự vụ đầu tiên diễn ra vào năm 2014 khi IAF bắn hạ một chiếc Sukhoi Su-24 xâm nhập không phận Israel trên cao nguyên Golan cũng bằng tên lửa Patriot. Su-24 là một trong những máy bay chủ lực của không quân Syria. Theo ước tính gần đây của chuyên trang flyglobal.com, SAF hiện đang vận hành 19 chiếc máy bay tấn công Su-24. Sukhoi Su-24 hay Fencer, theo mã định danh của NATO, lần đầu tiên được đưa vào trang bị cho không quân Liên Xô năm 1975. Đây là một trong những mẫu máy bay Sukhoi lâu đời nhất hiện vẫn còn hoạt động và đang được quân đội các nước Azerbaijan, Algeria, Belarus, Kazakhstan, Libya, Ukraine và Syria sử dụng. Su-24 được trang bị các tên lửa không đối đất tầm bắn 5 km và không đối không, tầm bắn 3 km. Ngoài ra, dòng máy bay này còn có 3 pháo tấn công nhanh và mang theo rất nhiều loại bom khác. Vận tốc tối đa của Su-24 là 1.550 km h và tầm hoạt động là 3.000 km. Trong khi đó, Sukhoi Su-22 lại là mẫu cũ hơn, lần đầu tiên được đưa vào biên chế năm 1971. Ở CD cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, NATO định danh Su-22 là Filter. Syria đã từng sử dụng loại máy bay này để tấn công Israel trong cuộc chiến dung Kippur năm 1973 và một số Su-22 đã bị các lực lượng quân đội Syria bắn hạ. Bộ mới nhất trong dòng máy bay Sukhoi của Nga là Su-57 dự kiến sẽ được triển khai trong năm nay. Hồi tháng 2 năm 2018, hai chiếc Su-57 đã được phát hiện thấy đáp xuống căn cứ không quân Himim của Nga ở Syria. Đây là dòng máy bay tiêm kích tàng hình thứ năm của Nga được sử dụng để xâm nhập lãnh thổ đối phương và tấn công các mục tiêu mặt đất trong mọi điều kiện thời tiết, ban ngày hay ban đêm. <laughs> Tên lửa Patriot Israel rửa hận làm nên chuyện lớn trong tích tắc Su-22 Sudi tàn sát. Quý vị tính giả thân mến, chiều qua, lực lượng phòng vệ Israel, viết tắt là IDF, tuyên bố đã bắn hạ một máy bay nắm bom Su-22 của công quân CD khi chiến đấu cơ này được cho là xâm phạm vùng trời cao nguyên Golan bị chiếm đóng. Trước đó, lực lượng radar cảnh giới của phòng không Israel đã theo dõi rất sát đường bay của chiếc Su-22, phiên bản Su-22M4 của không quân CD này. Ngay khi có dấu hiệu bất thường, IDF đã phát đi lệnh báo động khẩn cấp, tiếng còi phòng không trú lên, từng chập ở khắp cao nguyên Golan và một số thị trấn thành phố lân cận. Ngay khi chiếc Su-22M4 trên vượt qua đường biên giới với cao nguyên Golan bị chiếm đóng, lệnh tiêu diệt được hạ xuống. Ngay lập tức hai quả đạn từ một tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Israel bố trí ngay gần đó đã trời bệ. Mục tiêu bị trúng đạn trong nháy mắt, chiếc Su-22M4 xấu số đã biến thành một quả cầu lửa và đâm thẳng xuống khu vực lòng chảo do Mok bên trong lãnh thổ CD. Đại tá phi công Umbran Mari, người điều khiển máy bay ném bom Sukhoi của không quân CD, đã thiệt mạng khi chiếc Su-22M4 của ông rơi xuống khu vực do lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS kiểm soát. Theo tờ Times of Israel, khủng bố ISIS tuyên bố đang giữ sát của phi công CD. Bất một chiếc Su-22 M4 không là gì đối với không quân CD, nhưng thiệt hại lớn nhất của họ chính là một phi công giàu kinh nghiệm có cả ngàn giờ bay tích lũy. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao đại tá Ubramari dày dặn trận mạc lại điều kiện chiếc máy bay nám bom của mình bay lạc vào vùng trời cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng. Ở Trung Đông, các hệ thống phòng không phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất liên tục phải canh trực và tham gia chiến đấu, diệt các mục tiêu trên không, hết ở Ả Rập Xê Út lại tới Israel. Tuy nhiên, chỉ có Israel mới không khiến các nhà chế tạo Patriot của Mỹ xấu mặt, bởi họ liên tiếp sử dụng hiệu quả hệ thống tên lửa phòng không này, nếu tính cả vụ bắn rơi máy bay ném bom Su-22M4 của không quân CD chiều qua, thì đây đã là lần thứ ba liên tiếp tên lửa Patriot của Israel lập công chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần. Trước đó, vào ngày 11 và 13 tháng 7 năm 2018, tên lửa Patriot của Israel đã khai hỏa, bắn hạ hai máy bay không người lái, xâm phạm không phận Israel từ phía Syria. Trong đó, ngày 11 tháng 7 bắn hạ một UAV ở khu vực Hồ Kinaret, và ngày 13 tháng 7 bắn hạ tiếp một UAV khác ở thành phố Safid ở phía bắc Israel. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út cũng được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Patriot nhưng hiệu suất chiến đấu kém hơn. Mặc dù có bắn hạ một số tên lửa của phiến quân Houthi phóng đi từ lãnh thổ Yemen nhưng nhiều lần cũng để lọt lưới. Thậm chí có đạn Patriot phản chủ phóng lên nhưng thay vì tìm mục tiêu ở trên trời thì lại bị mất điều khiển từ lao đầu xuống đất, gây ra vụ nổ kinh hoàng ngay ở khu đông nhông cư. Đây là tình huống hy hữu khiến cho phòng không của Ả Rập Xê Út và hệ thống Patriot thần thánh phải xấu hổ. Khách quan nhận định thì mặc dù Patriot của Israel đánh tốt nhưng mục tiêu của họ chỉ là máy bay không người lái hoặc chiến đấu cơ Su-22 cổ lỗ sĩ, bay chậm và không quá khó để tiêu diệt, trong khi Patriot của Ả Rập Xê Út phải đối mặt với đối thủ cứng cựa, tên lửa đạn đạo bay ở tốc độ siêu âm nên cũng khó có thể đưa ra nhận định quốc gia nào bắn giỏi hơn. Nhưng nói gì thì nói Rõ ràng các kiếp chiến đấu của Israel dường như giàu kinh nghiệm trận mạc và bản lĩnh hơn nhiều so với của Ả Rập Xê Út. Hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo PAC, gọi tắt là Patriot, được Mỹ chế tạo và sản xuất với cấu hình cơ bản gồm có trạm chỉ huy AN MSQ-104, radar đa chức năng AN MBQ-53, bệ phóng M901 cùng tên lửa phòng không, MIM-104 tầm bắn xa nhất có thể đạt từ 96 đến 160 km tùy loại đạn. Trạm nguồn điện AN MSQ26 cùng các khí tài tác chiến điện tử và thiết bị kết nối thông tin, xe chỉ huy AN MSQ104 được bố trí trên cung xe M814 là nơi điều khiển kiểm soát toàn bộ khả năng tác chiến của tổ hợp Patriot. Patriot được sử dụng khá rộng rãi trên thế giới, với ít nhất 16 quốc gia đang sở hữu hệ thống này trong biên chế, chỉ đứng sau tên lửa S-300 của Nga. BAC-3 là biến thể mới nhất sử dụng kiểu đạn đánh chặn độc đáo với phương thức hit to kill chạm nổ. Đây là phương thức có độ chính xác cực cao và tiêu diệt mục tiêu bằng động năng thay vì bằng sóng xung kích và mảnh văn. Đạn MIM-140F của tổ hợp có khả năng diệt tinh lửa đạn đào ở cự ly tới 35 km.